phép em xin phép ghi âm tí anh nghe. Không sao đâu. Dạ. Tôi nói là ông Quỳnh ông sướng, ông nói buồn mà ông nói câu chuyện này ông đã thiệt anh. Thôi tình hình Biển Đông thì cậu biết rồi. Dạ. Và tình hình thế giới nói chung từ xưa đến nay. Dạ. Bao giờ cá lớn cũng nuốt cá bé thôi. Mình đứng và kế một cái thằng nó lớn quá. Nó lớn về nhiều mặt. Dạ. Dân số nó quá lớn. Dạ. Người nó quá đông. Tài nguyên nó quá nhiều. Nói chung là một cái nước lớn. Yeah. Rất nhiều tiềm lực. Đứng cạnh một cái nước lớn có nhiều cái có lợi. Nhưng đồng thời cũng có nhiều cái không có lợi. Yeah. Thà mình ở xa thì không ai với mình. Mình đứng gần quá. Đứng gần mà là đồng minh với nhau thì rất là có lợi. Nhưng mà một khi mà lục đục thì lại không có lợi. Vì mình gần người ta quá. Bây giờ anh nói lên một cái việc. Đối với em á, là cái Liêu Ninh nó như thế nào? Theo em nghĩ. Em nghĩ là giống như nó chỉ là một cái bước đệm để nó tiến tới, nó tự chủ về cái lực lượng hàng không mẫu hạm của nó. Bây giờ chắc tàu này mà nói về tác chiến thực sự thì chắc là chưa tới được. Nhưng mà sau tàu này nó sẽ có là tàu Bắc Kinh chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì nó lúc đó có thể nó tự sản xuất và nó có một lực lượng là máy bay chuyên dùng cho hàng không mẫu hạm. Thật ra thì nói chung đối với dư luận chung thì người ta nghe cái hàng không mẫu hạm thì ai cũng thấy ớn. Lực lượng hải quân nó lớn quá, nó có hàng không mẫu hạm. Nhưng thật sự ra thì em biết tiền sử của thằng này rồi, là nó nằm bên Ukraine. Dạ, đúng rồi. Cái thằng Vagat. Khi mà Liên Xô sụp đổ thì Liên Xô không giúp cho Ukraine để trang bị cái hàng không mẫu hạm. Cho nên khả năng ông Ukraine không trang bị nổi. Thời đó cũng nghèo nữa. Cho nên là nhân tiện cái việc này thôi, để không trang bị được, không dùng được rồi thôi bán đi. Lấy một ít tiền, thời đó Ukraine nghèo. Người Trung Quốc mua cái tàu này. Đầu tiên, cái doanh nghiệp này mua về để làm gì biết không? Để làm cái floating hotel. Mục đích của họ mua về để làm cái khách sạn nổi. Giống như cái sạn nổi của ông Sạc Đức ngày xưa đấy. Tức là đủ thứ trên đấy. Về là sửa lại để kinh doanh khách sạn nổi. Nhưng khi về Trung Quốc rồi thì lãnh đạo Trung Quốc nghĩ khác. Cái ốc của cái ông nhà kinh doanh này. Đấy thì ông nghĩ là cái tàu này nó cũng còn mới. Mình có thể tận dụng sửa lại để giữ nguyên cái ý nghĩa của một cái tàu là hàng không mẫu hạm. Đấy cho nên mà nhà nước Trung Quốc mới là mua lại của cái ông doanh gia này. Sửa lại thành một cái tàu hàng không mẫu hạm. Thì cậu thấy đấy. Xong sau khi sửa xong rồi ông trình làng, ông báo cho thế giới biết là ông có cái hàng không mẫu hạm. Và ông cũng cho máy bay hạ cánh thử. Thì hiện nay Trung Quốc chỉ đến như vậy thôi. Còn cái hàng không mẫu hạm nó hoạt động tính năng nó như thế nào và hiệu quả hoạt động của cái hàng không mẫu hạm thật sự thì ông Trung Quốc chưa đủ tầm. Mà đối với tôi hiện nay thì báo chí mình nói là Trung Quốc đang tập cất cánh hạ cánh, nhưng mà không đúng đâu. Ông chỉ tập hạ cánh thôi. Đấy. Chứ mình nói là mình nói theo cái kiểu dân gian là cất hạ cánh là không đúng. Nó chỉ hạ cánh thôi. Nó chưa cất cánh được. Đấy. Mà Trung Quốc hiện nay là chưa phát triển được cái hệ thống phóng máy bay ở dưới tàu tàu hàng không mẫu hạm. Còn hạ cánh thì tôi cũng hạ được. Hạ cánh thì quá dễ thôi. Nhưng mà cất cánh là cả vấn đề. Cho nên hiện nay thì một cái hàng không mẫu hạm như cái dạng Liêu Ninh thì chưa phải là hàng không mẫu hạm. Bởi vì ông không cất cánh được, ông chẳng làm gì được cả. Ông mang máy bay ra, ông phải cất cánh được. Cho nên là cậu thấy nó chạy thử thôi, chứ còn nó có máy bay đó, nó không có làm gì được đấy. Cho nên vừa qua thì tôi cũng có nghiên cứu, thì Mỹ nó nói là đến 10 năm nữa thì Trung Quốc mới là sử dụng được cái hàng không mẫu hạm này. Còn hiện nay nó chỉ là khách sạn nổi thôi. Nó chỉ chạy vậy thôi, đi hù thiên hạ thôi, chứ nó không làm được cái gì. Răng đe. Mà đặc biệt răng đe những nước nhỏ như mình và Philippines. Chứ đối với Mỹ thì nó thừa hiểu cái này là chỉ là để chơi thôi. Chừng nào mà Trung Quốc chưa phát triển được cái hệ thống cất cánh. Mà cái hệ thống đó là hiện nay là mấy nước như là Nga, Mỹ thì nó giữ bí mật kỹ lắm. Nó không chuyển giao cho Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc đến giờ này
ông có thể chế tạo được cái hệ thống cất cánh, nhưng mà 50-50 là không được. Đồ Trung Quốc gì cũng làm được, như chất lượng, thì ông Trung Quốc sẽ không bao giờ dám cất cánh. Vì mà 50-50 mà, thế chiếc rơi, chiếc được, chiếc rơi, thì ông cất cánh vài bữa không còn chiếc máy bay nào. Đấy, cho nên cái Liêu Ninh, trong mắt tôi, trong Liêu Ninh hiện nay, cái Liêu Ninh chỉ là cái khách sạn nổi, không hơn, không kém. Đấy, nói sơ qua về cái việc đấy để mình là người trong cuộc mình hiểu được. Hiện nay thì đại đa số dân người ta nghe Hà Môn Hàm là người ta ớn nó. Người ta thấy nó mạnh quá. Nó mạnh thật, nhưng mà cũng chưa mạnh đến cái độ như là Mỹ. Cái hàng không bảo hàm nó chưa sử dụng được cái gì, cho nên là cũng không phải là một cái gì nó lớn lao lắm. Nên nó dùng nó hù những người không biết thôi. Chứ những người trong cuộc như tôi thì nó không hù được. Tôi là tôi đánh chìm ngay. Thằng này là tôi đánh chìm ngay. Càng lớn càng dễ đánh chìm. Chứ còn nó để phát huy thì nó phải mang bom được, nó phải cất cánh được, nó mới đi dọa anh ta được chứ. Còn thằng này thì tôi chưa nói về chất lượng của phi công Trung Quốc. Hiện nay theo đánh giá của tụi tôi là phi công Trung Quốc là xếp vào cái hạng tồi nhất thế giới. Máy bay chiến đấu xếp vào hạng là, cái này là Mỹ nó xếp hạng á, là hạng phi công rất là tồi. Cho nên là sử dụng trong hàng không mẫu hạm á thì cái việc mà ông cất cánh, ông rớt xuống biển là cái chuyện đó là xảy ra sẽ rất là thường xuyên. Cho nên hiện nay là khả năng ông chưa làm được. Tôi nói hàng phi công, hàng không dân dụng này thôi, cũng là phi công tồi nhất, được xếp vào cái hạng tồi nhất. Vì cách đây khoảng 5-7 năm về trước thì Trung Quốc năm nào cũng xảy ra tai nạn, rất là nhiều tai nạn, nhưng mà ông này ông giấu vậy lắm. Cho nên là chất lượng hàng không, chất lượng phi công của Trung Quốc là kém. Chưa nói là chiến đấu thì càng là kém. Cho nên là chẳng có gì mà mình phải cường điều cái việc ông Trung Quốc ông sắm cái hàng không mẫu hạm. Bây giờ quay lại thời điểm năm 74. Thời đó thì không quân Trung Quốc có cái gì để mình lượng tình hình. Không quân Trung Quốc lúc đó là có MiG-21. MiG-21 là MiG-21 của Nga trang bị cho Trung Quốc. MiG-21 thì em biết rồi. Hồi đó là thời ở miền Bắc mình cũng là MiG-21 đánh với Mỹ. Nhưng MiG-21 là một cái máy bay phòng vệ, chứ không phải là cái máy bay đi tấn công. Cho nên là quan điểm của Nga là đã phòng vệ thì mình đánh trên đất mình. Ai vào mình phải đánh, chứ mình không đi xâm lược ai. Cho nên cái MiG-21 là cái tầm bay của nó rất là ngắn, không thể bay xa được. Cho nên là mấy anh của mình là lái MiG-21 là đánh một phát là phải về Nga. Đánh không được, được không được gì rồi phải về. Chứ là nếu mà bay quần với nó nữa thì không có dầu. Cho nên MiG-21 là một cái loại máy bay để phòng vệ, chứ không phải là máy bay đi xâm lược. Cho nên mà chính vì cái quan điểm đấy, cho nên là cái MiG-21 nó rất hạn chế về dầu. Đấy là nói cái thiết bị kỹ thuật là cái máy bay. Tôi chưa nói là phi công. Chứ còn phi công Trung Quốc thì cái thời đó không thể bay biển được. Giống như phi công miền Bắc, thời đó ít khi mấy anh ra biển lắm. Bay ra biển là cả một cái vấn đề đối với phi công của mình ngày xưa ở miền Bắc. Ông bay trong đất liền không à, ông có bay ra biển. Bay ra biển thì nó khác đất liền như thế nào? Nói chung là về quan điểm của mấy anh về không quân của phe sở chủ nghĩa. Thì đối với họ là cái môi trường bay biển là nó khác hẳn cái môi trường ở trong đất liền. Bay biển thì nó có nhiều cái dễ lẫn lộn. Giữa trời với biển thì dễ lẫn lộn lắm. Cho nên phi công mà không có lão luyện thì dễ nhầm và dễ có động tác sai. Đấy, cho nên là cậu thấy rồi, ông Liên phi công vũ trụ bay ra biển đắm biển. Đấy, còn ở trong này tôi có anh Vượng. Anh Vượng là ở trong cùng cái biên đội với tôi đánh Tân Nhất á. Ông Vượng đánh xong rồi về bay ra biển, xuống biển luôn. Cho nên là đối với phi công phe sở chủ nghĩa thời đó là cái việc bay biển là cả một vấn đề đối với họ. Cho nên năm 74 tôi đánh giá là phi công Trung Quốc không có gì, không thể bay ra biển mà không dám chiến đấu ở trên biển.